Toyota Sienna 2020 hơn 4 tỷ, đắt gấp 3 lần Kia Sedona ở Việt Nam. Toyota Sienna là dòng minivan, MPV cỡ lớn của thương hiệu Nhật Bản rất thành công ở Mỹ. Mẫu xe này có gì mà giá tới hơn 4 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần Kia Sedona ở Việt Nam dù trung mâm. Là dòng ô tô đa dụng cỡ lớn, xe MPV Toyota Sienna là một trong những cái tên đình đám ở thị trường Mỹ khi được sử dụng với mục đích phục vụ gia đình trong mỗi dịp dã ngoại hoặc nhu cầu di chuyển nhiều người. Sự thực dụng của Toyota Sienna được đánh giá cao từ thiết kế đến không gian khoang lái và cả chất Toyota ở khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm. Toyota Sienna lần đầu được giới thiệu đến khách hàng trên toàn cầu vào năm 1997. Đến nay mẫu xe minivan này đã trải qua 3 thế hệ và đều để lại những thành công vang dội, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Do không được phân phối chính hãng nên khách hàng có nhu cầu sở hữu Toyota Sienna đều tìm đến các đại lý tư nhân và những chiếc xe về Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Về ngoại hình, Toyota Sienna 2020 mới thuộc thế hệ thứ 3, sử dụng nền tảng khung gầm platform và đây là chiếc xe kế nhiệm Toyota Previa trước đây. Ở phiên bản hiện hành, xe được nâng cấp từ năm 2017, nhưng những số đo kích thước vẫn không thay đổi về chiều dài rộng cao, tương ứng là 5085, 1984, 1811mm, chiều dài trục cơ sở đạt 3030mm, khoảng sáng gầm xe 168mm. Thay thế Previa trước đây nhưng Toyota Sienna 2020 vẫn còn nhiều nét khá giống với đàn anh. Đầu tiên là ở đầu xe, mặt ca lăng xe khá quen thuộc với phần logo được nối liền bởi thanh rôm bắc ngang, ngay bên dưới là hệ thống camera phía trước. Ngoài ra, nó cũng mang thiết kế chung với một số mẫu xe của hãng gần đây như Camry hay Vios, bởi phần lưới tản nhiệt mở rộng xuống phía dưới sử dụng hình thang ngược. Cụm đèn chiếu sáng trên chiếc MPV cỡ lớn của Toyota sử dụng bóng LED projector cho đèn COS, giải LED định vị ban ngày và đèn pha dạng halogen kết hợp cùng đèn xi nhan, đèn sương mù cũng tương tự. Xe được trang bị mâm đa chấu kích thước 18 inch, kết hợp cùng bộ lốp 235/55TR18. Gương chiếu hậu kết hợp xi nhan LED có camera lề, tính năng chỉnh gập điện, chống chói, sấy gương, cảnh báo điểm mù, xuất hiện phun trên xe. Toyota Sienna bản Limit được nhập Mỹ có trang bị cửa thông minh, tay nắm bên ngoài bọc rôm, cùng với đó xe có giá nóc bên trên phù hợp với việc chở đồ. Nhằm nâng cao trải nghiệm tiện nghi và sự cao cấp cho khách hàng, bên trong khoang cabin Toyota Sienna sử dụng chủ yếu nhựa mềm giả da và cả nhiều chi tiết ốp gỗ. Trung tâm bảng táp lô xe là màn hình giải trí kích thước 10 inch, kết hợp đầu DVD hỗ trợ kết nối USB, O, Bluetooth, cùng dàn âm thanh JBL Entune 3.0 Premium với 9 loa cao cấp. Ngoài ra, những tính năng khác trên chiếc minivan này như điều hòa tự động 3 vùng độc lập, rèm che nắng, cửa sổ trời, sưởi vô lăng, kính cửa một chạm ở mọi vị trí, khoảng sáng gầm xe 168mm. Vô lăng xe Toyota Sienna bản cao cấp nhất, sử dụng chất liệu da điểm xuyết chi tiết bạc kết hợp đầy đủ phím bấm chức năng như ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, ga tự động, điều chỉnh âm lượng. Phía sau là đồng hồ dạng analog truyền thống với màn hình TFT 4.2 inch thiết kế đơn giản. Điểm ấn tượng nhất trên xe chính là ở không gian ghế ngồi, kiểu sắp xếp ghế 223 rất đặc trưng của dòng MPV nhưng khá sang trọng. Các công nghệ an toàn trên Toyota Sienna Limited 2020 bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, cảm biến đỗ xe trước, sau, camera 360 độ, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát ổn định, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù và 7 túi khí. Dưới nắp capo, Toyota Sienna 2020 sử dụng khối động cơ V6, 3.5 lít, 24 van biến thiên kép, cho công suất cực đại 296 mã lực tại 6.600 vòng và 356 Nm moment xoắn tại 4.700 vòng. Hiện tại, giá xe Toyota Sienna 2020 nhập Mỹ đang được đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán với mức hơn 4 tỷ đồng, đắt gấp 3 lần Kia Sedona ở Việt Nam. Thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản định vị Toyota Sienna thuộc phân khúc xe đa dụng cỡ lớn và trung mâm với các đối thủ như Honda ADC, Kia Sedona và cả Mercedes V-Class. Tuy nhiên, Sienna lại không được phân phối chính hãng ở Việt Nam mà Toyota lại bán Alphard thuộc phân khúc xe đa dụng cao cấp với mức giá hơn 4 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn. Thank you.